Mời cả nhà nghe trích lời bài vọng cổ nổi tiếng của những năm 70, Ai Xuôi Vạn Lý. Nhạc Lê Thương, lời vọng cổ nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, do nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc trung tâm UNESCO văn hóa thông tin truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, nhóm nghệ sĩ Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 trình bày. Về hay chưa hỡi người trai ngoài Vạn Lý, buổi lìa quê tính lại mấy xuân rồi, gió ngựa từ khi khuất vàng dưới lưng đồi. Rằng gì lao dần mơ màng, vẫn mơ màng đón gió dài rừng cây, đã mấy lượt lá vàng rơi, lá vàng rơi buồn lắm ai ơi. Bồng con thơ em trong ngóng đợi chờ, sao chỉ thấy sương lạnh mờ văng theo đường về. Rừng xa núi thăm sâu cô đồng giữa làng Mỹ cai tuổi, mắt trong chừng mây khói nẻo rừng xa, nẻo đường xa che khuất ánh tà dương. Anh đi giữa chốn biên thùy xa dân, quê nghèo một nhớ mười thương, hồn quê còn đồng khói sương biên thùy. Mong ước tàn cảnh dân leo đeo đi về, ngày anh đi cuối trời sương điểm trắng nay mấy lần, sương nhuộm núi rừng xa, núi rừng xa như mong nhớ bao la. Người chính phủ mắt mờ quá ngấn lệ, thắp một nén hương gợi theo ngọn gió đợi anh về với một bản hùng ca. Một thuở căm hờn dậy núi sông, anh đi lo trả nợ tan bồng. Sầu bao lá gần sương đầu núi, mang mát rừng thu khói chập trùng. Có ai xuôi Vạn Lý nhắn đôi câu giúp nàng, lấy cây hương thật quý thắp lên thương tiếc chàng. Thương tiếc làm chi những ngày hận tuổi, khi người ra đi vẫn hẹn buổi quay về. Những hồn dòng phu trên đỉnh núi chờ giờ, năm tháng dần trơ gan cùng tuế nguyệt. Dù cho sông cạn đá mòn, còn sông còn núi và còn đợi anh.